Thưa quý vị, sau khi tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Trại qua đời tại trại tù Xuân Lộc, Đồng Nai hồi tháng 7 năm 2011 và bị chôn tại đó, dù trước khi mất, ông mong mỏi được về nhà chết bên cạnh người thân và dù gia đình xin đưa thi hài ông về an táng ở quê nhà, nhưng trại giam bảo rằng ông Nguyễn Văn Trại là một tù nhân chính trị chứ không phải là người. Sau khi người tù thế kỷ Trương Văn Sương qua đời tại trại giam Nam Hà hồi tháng 9 năm 2011 và cũng bị chôn cất tại chỗ, dù thân nhân xin được hỏa táng để mang tro cốt ông về quê quán Sóc Trăng, thì hôm 24 tháng 11 vừa rồi, tù nhân chính trị Bùi Đăng Thủy, cựu sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa, đã qua đời trong lặng lẽ tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, và gia đình cũng không được mang xác ông về quê chôn cất. Trước tình cảnh như vậy, từ Sài Gòn, nhà văn Phạm Đình Trọng, cựu đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, lên tiếng. Cái cũng là một cái thể hiện cái sự man dợ của cái nhà nước này, tức là đến chết thì người ta vẫn còn giam cầm người ta, nó là một cái nó không còn là con người nữa. Mà tôi đọc tôi lên út nghẹn lên một cái, họ cư xử nó không còn là con người nữa. Cái cũng là một cái man dợ của cái nhà nước này. Ký giả Trương Minh Đức cũng từ Sài Gòn nhận xét. Tôi cũng là một tù nhân lương tâm, cũng từng ở chung với ông Nguyễn Văn Trại, ông Bùi Đăng Thủy. Ngoài ra cũng còn những người tù nhân khác đang bệnh rất là nặng ở trong trại giam. Nhưng mà đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nói về cái chính sách nhân đạo hoặc là những cái luật thi hành án của họ cũng có rất là cụ thể, nhưng đó là những cái luật mà họ để lừa được quốc tế thôi. Chứ đối với những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo thì họ cư xử rất là độc ác, cũng nghĩa là từ khi lúc mà bệnh cũng như lúc qua đời thì họ có những cách hành xử khác biệt với những cái tù nhân khác và những cái luật lệ mà họ đưa ra. Thì tôi nghĩ luật pháp Việt Nam nói một đường, họ làm một nẻo, họ đối xử tàn tệ với những người đối lập, bất đồng chính kiến. Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển giải thích rằng, theo quy định thi hành án phạt tù, thì người tù sau khi qua đời ở trong trại giam có thể được đem thi hài trở về với gia đình an táng. Tuy nhiên, đối với tù nhân chính trị cũng như tù nhân lương tâm, thì điều này sẽ không xảy ra. Trại giam luôn luôn giữ thi hài đó lại và an táng trong phạm vi trại giam, nơi người tù đó ở. Luật sư Nguyễn Bắc Truyển lưu ý. Tôi nghĩ rằng đó là một cái sự phân biệt đối xử giữa người tù thường phạm và người tù chính trị, cũng như đó là một cái sự không nhân đạo. Tại vì Việt Nam có câu nói nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng mà đối với những người tù chính trị, người tù nhân lương tâm thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn có một cái sự phân biệt đối xử như vậy, và họ không dựa trên một cái cơ sở nhân đạo để mà giải quyết vấn đề này. Họ dựa trên một cơ sở trừng phạt, một cái sự trả thù để mà giải quyết cái vấn đề của những cái người mà đang thi hành án bị qua đời trong trại giam. Ký giả Trương Minh Đức lưu ý rằng giới cầm quyền viện dẫn nhiều lý do như an ninh. Thế nhưng, ký giả Trương Minh Đức nhấn mạnh, một người đã quá cố rồi thì nghĩa tử là nghĩa tận mà họ cũng không cho thân nhân mang xác về, trong khi đâu có gì gọi là nguy hiểm cho xã hội. Ký giả Trương Minh Đức cho rằng tính cách nhân đạo của họ quả có vấn đề. Nhà văn Phạm Đình Trọng khẳng định rằng, có một cái sự thật thế này, tức là rõ ràng những cái người, ví dụ như là Trương Văn Sương, ví dụ như là anh hôm nay anh ấy mất, thì thực sự họ là những người tù chính trị cả, nhưng mà cái nhà nước này họ không công nhận đấy là tù chính trị, họ vẫn cứ trốn tránh, tức là không nhìn thẳng vào sự thật, và cũng là một thể hiện cái không trung thực của cái nhà nước này. Thực sự là tù chính trị, Cụ Huy Hà Vũ vậy là gì là tù chính trị cả, nhưng mà họ đều trốn tránh, bởi vì tù chính trị thì nó lại liên quan đến những cái công ước quốc tế rồi những cái quy định quốc tế, thế thành ra họ không dám công nhận, thế họ coi tất cả những người ấy là những người phạm pháp của pháp luật Việt Nam, thế họ thực sự đó là tù chính trị đấy. Nhắc đến cái chết của những tù nhân chính trị trong cảnh lao lý nghiệt ngã, Facebook Tin Không Lề không quên lưu ý rằng những người tù chính trị dưới chế độ Cộng sản đã bị đối xử còn tệ hơn trong nhà tù đế quốc thực dân. Nhà văn Phạm Đình Trọng đề cập đến vấn đề này. Qua những cái sách vở tôi đọc, ví dụ như là Trần Độ nói ra là nếu mà Pháp mà nó cũng giam những người cộng sản như là bây giờ thì chẳng ai còn sống để mà làm cái nạn nữa. Đấy chính ông Trần Độ ông nói, bởi vì Trần Độ là đã qua tù của thời Pháp, rồi là cũng đã qua cộng sản, thành ra ông nói thế. Theo cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển, thì nhà cầm quyền Việt Nam luôn mô tả tình trạng giam giữ trong thời Pháp thuộc rất tàn ác thô bạo. Nhưng ông nhận thấy, thực dân Pháp xử tù những người gọi là yêu nước, kháng Pháp, thì vẫn có những người tù viết sách, viết truyện gửi ra đăng bên ngoài. Và luật sư Nguyễn Bắc Truyển tin rằng trường hợp khắc nghiệt lúc đó cũng không như bây giờ. Tù nhân chính trị Việt Nam hiện nay bị đối xử rất là tàn tệ.
ngoài cái chuyện mà họ bị đày đi xa gia đình hàng ngàn cây số như trường hợp của bà Mai Thị Dung và Đỗ Thị Minh Hạnh, như anh Biết Cày, như Tạ Phong Tần và rất nhiều người khác bị đày đi rất là xa để mà làm sao có việc thăm nuôi ngày càng khó khăn, bởi vì đa số gia đình thiện nhân chính trị thì nhân tâm là những người nghèo, thành ra không có được cái phương tiện, cái điều kiện để mình đi thăm thường xuyên. Họ muốn cách ly những cái tù nhân đó ra khỏi gia đình, làm cho họ rất là khó khăn trong cái việc tái hòa nhập với xã hội sau này. Rồi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sử dụng những cái hình thức như là biệt giam tù nhân chính trị trong điều kiện khắc nghiệt, phòng giam nhỏ, chật hẹp và rất là nóng bức, như là hiện nay đang xảy ra ở tại phân trại số 2, trại giam Xuân Lộc. Ngoài ra họ còn bị ép buộc phải nhận tội. Nếu không nhận tội thì họ sẽ bị đối xử coi như là một trường hợp vi phạm kỷ luật, như là trường hợp của anh Biết Cày, trường hợp của bà Mai Thị Dung không nhận tội cũng không được đi chữa bệnh trong cái điều kiện bà Mai Thị Dung đang bệnh rất là nặng, hay là ông Nguyễn Tính Nam đang bị giam giữ ở phân trại số 2, trại giam Xuân Lộc. Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển nhân tiện lưu ý rằng từ năm 2000 đến nay, có ít nhất 10 tù nhân chính trị đã chết tại trại giam Xuân Lộc. Số phận của tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm Việt Nam, nói theo lời ký giả Trương Minh Đức, bị để cho kéo dài tình trạng bệnh tật trong trại giam mà không được chữa trị đến nơi đến chốn, chỉ có thể chờ chết, khiến người ta lo ngại cho những người tù hiện nay. Từ sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà giáo Đinh Đăng Định cho tới người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu. Theo cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển, thì cách hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam như vậy là không thể hiện tinh thần giam giữ nhân đạo theo Công ước về quyền dân sự và chính trị, bản tuyên ngôn nhân quyền, hai Công ước chống tra tấn tù nhân hoặc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà chính Việt Nam đã gia nhập.